Rồi hello, mình chào tất cả các anh em ha. Đây là những cái con máy mình đã làm xong hoàn thành ha anh em, và chuẩn bị test máy và đóng gói gửi hàng cho anh em luôn ha. Đây là con 16 feet nước ngọt, anh em biết ba chế độ. Đây là con 16 feet IGBT ha, đây là con 16 feet IGBT. Còn đây là con 8 feet đánh bộ. Đây là con 10 feet IGBT luôn nha anh em. Đây là con 10 feet ở đây. Rồi bốn con máy để mình sẽ test con 16 cho anh em xem ha. Này, chế độ bầm. Đánh liền. Thả dây. Rồi, người khác xài những cái dòng máy chuyên đánh thiền và chuyên bộ này thì các anh em cứ liên hệ trực tiếp với mình ha. Đây là con máy nước ngọt ha, không có ngại con cá gì hết nha anh em, tất cả các loại cá bao vô phi cho anh em luôn ha. Đây là con 16 IGBT. Rồi các anh em nào xài thì cứ inbox qua số điện thoại mình ha. Rồi chào anh em.